crema. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu đến lượt trận thứ ba của ngày hôm nay. Phần xét lại up của cả hai bên thì chúng ta có thể thấy được anh em miền Bắc về chung một nhà. Mình kêu là SP đối đầu với thằng em của mình. Và bên phía vâng, chúng ta bắt đầu đến bài bích tướng của lượt trận thứ ba. Ở đây Medical Lord đây được thăm một con Nasus Jetsuck Lux. Vâng, Vạn Thuận được cầm cho mình con Gragas. Đốc Vân Thịnh đã là cầm được con Quy Quy Chóc cho mình. Đây là kỳ cầm. Mình có lỡ SP đây được cầm con tướng tổ của mình, con Akali. Mình võ. Vâng, chúng ta đã thấy được bên team 2 có khả năng cấu rỉa khó chịu hơn team 1, nhưng về lay thì team 1 trâu hơn team 2 nhiều. Thì sau đó thì mình LSP rất khó để kết liễu được một thành viên và chỉ có thể nhắm vào Vạn Thuận, nhưng đó là rất khó. Và chúng ta đến với chờ thời gian đá stream. Vâng, không biết được con chó mà chơi con chó thì sẽ như thế nào, chúng ta sẽ biết được trong vòng ít phút tới. Vâng, ở đây phép à, ba phép thì team 2 tìm, nếu như Dark Mirror cầm thu thập hắc ám thì Mera con Nasus này sẽ có tác dụng hơn nhiều. Không biết Dark Mirror sẽ cầm cái bản nào đây. Đã gặp được hai con tướng có lại ở trận trước, đó là con Ryze và con Master Yi. Con Master Yi trong Maram với Garen thì khá là tù, cho nên khuyên là không nên chơi hai con này trong Maram, bởi vì nó rất tù và dường như là vét thì rất khó nếu như team kia có tăng giống như trận hồi nãy. Và những con cơ động CC nhiều nữa.
Vâng. Ta cùng lướt qua điểm thông thạo của cả hai bên. Vâng, cả hai bên thì điểm thông thạo dường như là ngang nhau à, không ngang lắm nhưng mà giờ đã thấy được. Vâng, đã vào trận rồi. Ta sẽ chờ đợi trong vòng ít phút nữa, ít giây nữa trước khi trận đấu được bắt đầu. Và con chó này cầm bước chân tăng tốc pha Jetsuck và Cyrus đang là hai người dường như là tăng chính của team, còn phía bên kia thì không có tăng. Vì đây chắc chắn là một trận đấu rất khó cho team kia nếu như không lên thứ gì đó diệt tăng. Vâng, đang núp trong cái bụi. Mythical đang núp trong cái bụi của này. Họ có biết không? Metamorph biết không? Metamorph không biết. Vâng đang bị bổ vào đầu nhưng bổ hụt rồi. V1 đã hụt rồi. Mình Vâng, E hụt đến từ vị trí của mình của LSB. Bạn Thuận luôn luôn đánh rất láo và đúp trúng vào người của bạn Thuận. Vâng, pha đánh dấu chính xác từ vị trí của mình của LSB. Vâng, một pha quỳ một chính hai người và chó lại Rocky. Ở đây thì Jessup đã air flash lên trên người của mình của LSB và combat ở những giai đoạn đầu. Vâng, một pha quỳ dính hai người đến từ vị trí của Vạn Thuận. Vâng, Vạn Thuận đó là người nằm xuống đầu tiên. Ở đây là Kỳ đang cố bắn vào người, đánh vào người của Cyrus. Và tiếp theo đó, Matty đang cố vét nhưng vét được không? Không vét được. Và Thịnh đã lấy được cái mạng của anh Mac. Vâng, pha đúp chính nhưng không đủ đam của Minh Võ. Vâng, một pha quỳ dính đến từ vị trí của Vạn Thuận và Dark Mirror đã lượm được cái mạng của Minh Võ. Máu thôi, chỉ cắn. Vâng, bốn người của Vạn Thuận. Một pha đặt lòng chính xác vào chính con người của Vạn Thuận. Vạn Thuận nó nằm xuống dưới tay của RK và bên đây người bắt lại dính và người bắt lại đó là anh Mark. Vâng, Kỳ anh chè đã lấy được hai mạng. Con Senna này phải lấy lượm nhiều hồn nó mới khỏe được. Nhưng từ nãy giờ thì vẫn thấy vâng một pha đúp trúng không không trúng. Ở đây mình cứ là mình bỏ một pha flash quy nhưng không đủ sát thương mà mình cứ là SP đã e ngược lại và kết liễu được vị trí của Dark Mirror. Ở đây Jet Suck có bị chết hay không, anh Mark đã lượm được vị trí của Jet Suck nhưng đang bị bổ vào người, đang bổ vào người rất đau nhưng vẫn đúp được, vẫn sống được giữa combat và đã đổi được mạng của Cyrus và anh Mark đã nằm xuống rồi. Vâng, một pha quy dính vào người của RK nhưng RK chưa chết. RK đã bị dính, đã kích hoạt đòn nội tại của Vạn Thuận và flash lên chơi cả Vạn Thuận. Vạn Thuận nằm xuống rồi. Ở đây thì con chó đang làm gì đây? Một pha E nhưng không dính vào người của con chó. Tại sao mình gọi nó con chó đâu? Một pha E dính vào người của mình bỏ. Vâng, ở đây ba ba người tăng, bốn người tăng của bên phía đỏ xanh. Quy không chính xác của RK. Tại sao một mình đây một pha quy chính xác vào đầu của RK? Đau không? Bon. Không đau lắm. Một pha E chính xác vào người của Vạn Thuận nhưng vẫn dính được quy. Mình của LSP đã bị dính quy của Vạn Thuận. Một pha đúp chính xác, một pha đúp vào lính. Ở một pha R đã đẩy RK về. Vâng, RK được bị hết. RK đã chết rồi. Nằm giữa vòng vây của năm người thì làm sao sống được. Pha đúp không chính xác của mình bỏ. Một pha E đã giữ chân lại được ba người trong cái lồng. Không sao cả, không có gì đang xảy ra. Không có gì. Một pha E không chính xác của Dark Mirror.
Vâng, đúp để đi quét lính thôi. Vâng, 5 người vẫn còn đầy đủ. Mình của LSP đã bè, đã bị vùng mình của LSP đã xài rồi, nhưng mình của LSP không thể nào mà xoay sở được trong vòng dây có 4 người. Vâng, anh Mark. Vâng, một pha R 3 người, 3 người để đằng sau 3 người. Vâng, chuyện sẽ ra đấy. Vâng, anh Min đã bỏ lại cái mạng của mình, cái tay của con chó. Vâng, một pha đúp đúp không chính xác. Vâng, có bị bỏ hay không? Không, tiếp tục lên với Thịnh nữa. Vâng, một pha e quy. Vâng, đã kết liễu được cái mạng của mình võ, nhưng là cây không đủ đam để giết được Thịnh. Vâng, con chó này coi nhìn vậy nhưng cũng có vâng một pha đánh dấu chính xác đúng mọi người của vâng em mình có lỡ bạn làm gì đây, mình có lỡ bị giữ lại và dưới một bài của 5 người thì làm sao sống được. Vâng, anh múa khét nha, khét máy tìm bạn luôn. Vâng, vẫn vẫn cả 3 lượt trận, trận nào hai bên cũng ngang tài ngang sức với nhau, trao đổi tri thức. Vâng, ở đây anh Min đã bị dính quy của anh Vạn Thuận, và ở đây Minh Võ đã bị dính đúp của Bần Bon. Một bon, hai bon, ba bon, không không có ba bon. Vâng, một pha R ép góc đến từ vị trí của Vạn Thuận và quy chính xác vào người của anh Mark. Vâng, pha đánh dấu chính xác vào người của Vạn Thuận, nhưng anh Mark không quyết định lao vào thêm lần thứ hai nữa. Vâng, tôi vẫn chưa thấy được sự múa của con Akali trong tay của mình của LSP, mà mình LSP đã đánh dấu chính xác mọi người của bạn Thuận, và có tiếp tục hay không, có lao vào hay không. Không, bạn Thuận đang cố khiêu khích cả hai người lao vào nhưng không ai lao vào cả. Còn một pha bon không chính xác đến một người đến từ người của Thuận, đúp chính xác không, đúp chính xác một con chó xích cổ lại đi. Vâng, đây là dọn lính thôi. E là dọn lính thôi. Vâng, mình kêu là mình võ đã bị giữ lại và đúp đúp dính 3 người, và cái E cũng dính 3 người. Vâng, ở đây thì con chó đã bị giữ lại. Vâng, mình kêu là SP đã để lên một pha R vào 2 người. Vâng, anh Thịnh đang cố bon vào đầu của đối thủ, nhưng bon có được bon được lần 2 không, đã dính đúp của mình võ rồi. Mình kêu là SP dù rất ít máu nhưng nó hậu báo. Anh bị dính e không? Không, không bị dính e, nhưng hai kia là bị dính e. Gọi sắm đây nó là gì? Gọi bão. Gọi bão phải gọi sắm. Và chính xác của mình của LSP không có dám vào không, cái lồng đã giữ lại được chết sức ở bên trong và dính đúp của Minh Võ. Anh này bị giữ lại CC rất nhiều, nhưng bên kia cũng rất nhiều người chết. Vâng, một pha e tốc biến e và chết 3 người của team đỏ. Con chó tác dụng đấy. E đã giữ lại 2 người trong cái lồng. Vâng, flash đánh dấu không chính xác. E chết rồi. Cái gì làm chết vậy? Mặt nạ. Ok, mặt nạ. Vâng, chúng ta thấy được như tôi nói từ đầu thì khả năng cấu rễ của bên team 2 thì rất rất đa dạng, nhưng bên team 1 thì lại trâu hơn. Vâng, ở đây một pha chó chính xác đến từ vị trí của anh Kỳ đã khiến cho bạn Thuận phải nằm xuống. Pha gọi bảo chân chạy đi con gấu, chạy đi trước khi bị xích lại. Vâng, mình của LSP có một pha e không thể chính xác. Anh Thịnh bon không, bon không, bon dọn lính thôi. Anh tiến một cái bụi và né đó. Tổng cộng là 2 chiêu thức của bên phía đối thủ. Một pha đấm chính xác của anh Thịnh. Vâng, ở đây có một pha chat trash talk rồi. Team kia vẫn đang chờ thời cơ, chờ con chó. Vâng, một pha e không chính xác, không dính ai cả nhưng đã chặn được lính. Pha đất không đúng của anh Thịnh, một pha và e của mình của LSP lại chính. Pha r r nhưng không tí, không đủ đam để giết vào người của RK. Pha đánh dấu chính xác vào người của Jessup và đẩy Jessup đẩy 2 người về, đó là Min và RK, nhưng ở đây 4 người đều bị, 4 người bên phía tâm xanh đều bị. Một pha r rất đẹp của mình của LSP đi chấm dứt mạng của Dark Mirror.
Maximoff đang nhảy lên. Maximoff có làm được gì không? Không, đã bị dính được, đã bị sốc đam mà chết. Vâng, đây một pha đánh dấu chính xác. Flash lên và cách lúc kế liễu cái mạng của người anh trai của mình. Vâng, mình có lời mình bỏ có làm được gì chỉ tết hay không? Ở đây anh Min và mình rõ. Vâng, vẫn muốn đánh à? Vẫn muốn đánh à? Vẫn muốn đánh. Đây thì chắc chắn Thuận sẽ về được. Nhưng chỉ cần dính một quy thôi là anh sẽ bị giữ lại. Vâng, kè chính xác của Mintemop. Và Mintemop sẽ bỏ lại cái mạng ở đây kèm với lại mình rõ. Tham lam. Vâng, mất luôn cái flash. Chó này chó của cảnh sát rồi, chứ không phải là chó nuôi nhà nữa. Má nó dí từng thằng luôn. Phần ke này mặc dù cầm bản năng đấu pha nhưng ke vẫn rất đau. Vâng, pha đất chính xác của anh Thịnh và Minh Võ đã bị bong mọi người và lăn bụng dính vào Minh Võ. Cắm trụ rồi, bằng trụ thôi. Cyrus đang tăng đầu tiên và không có chuyện xảy ra cả. Pha e vào người, lan ra 4 người. Và đánh dấu không chính xác vào người của Cyrus nhưng làm sao mà dám la vào. Vâng, phải thủ cái trụ thôi, E đã giữ 3 người bên trong và mình có LSP đang làm gì đây, mình có LSP đã bị quy chính xác nhưng mà vẫn phải E nhưng mình có LSP dưới vòng vây của 3 người thì không thể sống nữa. Đây là Rocky có muốn quẩy được không, Rocky quẩy được, đang chói chân lại vị trí của Jessup và hạ gục được vị trí của Cyrus, chừng đó là Jessup phải nằm xuống trong cái lòng của anh Mac. Vâng, lao vào đến từ vị trí của RK nhưng phải bắt buộc nằm lại. Anh Mac đến giờ quét rồi, anh Mac ơi quét đi anh Mac. Không quét được con chó rồi. Anh Mac đúp luôn. Vâng, một pha đúp chính xác của Minh Võ, mình lụm lại cái mạng của con chó, xích con chó lại đi. Vâng, e chính xác đúp trong cái lòng. Vâng, Minh Võ đã quay trở lại, anh Thịnh đã quay trở lại nhưng bon được không, bon lực hai không, không thể bon được rồi. Nên là phải bỏ mạng với 3 người. Vâng, pha đánh dấu chính xác của Cyrus và Cyrus đang nằm trong cái lòng, không thể làm được gì hơn cả. Vâng, pha e chính xác của mình vợ, của mình của LSB nhưng đánh dấu một lính. Thấy được thế trận đang lật ngược về bên phía của team đỏ khi mà họ đang có những pha vây mạng cũng như là kết liễu đối phương hợp lý. Bên đây thì vẫn đang đẩy lên nhưng bên phía team đỏ lại không dám đẩy bước lên cao vì họ biết rằng một pha đấp chúng đến vào người của Vạn Thuận nhưng không có gì xảy ra cả, lui về thôi. Con chó bị bắt lại rồi, con chó phải chết thôi. Mình có lợi SP để chấm dứt được cái mạng của con chó và rờ vào người. Mình có LSP đã quẩy được rồi, mình có LSP lúc này nó có tác dụng rồi. Nhưng nó bị quy dính rồi. Vâng, Lux đã giết được mạng của anh Mac nhưng... Kìa, đánh đấy. Ở đây, vâng, pha quy R chúng nhưng không giết được mạng của RK vẫn còn chấm máu. Pha E chính xác của Mac anh Min. Vâng, pha né quy rất điệu của mình Võ. Vâng, tại sao RK làm gì thế? Để bong ở đâu vậy? Một pha đúp chính xác mọi người của Thịnh Văn, nhưng Thịnh Văn không sao cả. Thịnh Văn là quay ngược lại, bong không, bật chứng minh tận thế lên, bong hai bong vào đầu của Minh Võ. Vâng, I mean phải mất tóc biến thôi, nhưng anh Min đặt được cái chính xác mọi người của anh Thịnh. Vâng, một pha đúp không dính ai cả. Vâng, một pha quy, anh Minh phải e ra thôi. Vâng, đây năm người băng lên, năm người tràn lên rồi. Mình của LSB liệu có quẩy được thêm một lần nữa không? E dính mọi người của Cyrus nhưng có dám quẩy nữa không? Con chó này có vẻ có tác dụng ta. Xích con chó lại đi. Một pha đúp không chính xác rồi.
một pha chạy ngược lại của bên phía team đỏ, nhưng team xanh vẫn đang đẩy rất cao. Vâng, một pha tốc biến mà của giết sức. Tôi không hiểu nên làm gì cả. Nhưng con chó nó e chỗ này đầu thế nhỉ. Vâng, ở đây đánh dấu vào người của RK rồi. Có lao vào không? Không lao vào. Ở đây mình võ có vẻ bắn rất lực, nhưng chỉ cần dính một combo thôi cũng đủ chết rồi. Vâng, một pha anh Minh mén lên bàn thờ rồi. À, mình chỉ còn một tí thôi. Vâng, tại sao? Chết sắp múa con Ragat gì thế? Con chó đã lên bấm được rồi. Vâng, cắm hai trụ con chó tràn lên. Con chó này chó nuôi rồi, không phải là chó hoang đâu. Vâng, combo chính xác hay không? Vâng, combo chính xác rồi. Mà tôi nhận định sai thì con chó này không có tác dụng trong cái game này. Khi mà cầm bản thân tốc pha, nhưng không, nó đã có tác dụng. MVP này tôi xin dành cho con chó. Ủa, bắt cháy vậy ta. Vâng, kết thúc dành cho team. Vâng, con chó ngu hả? Chó ngu quá vậy? Vâng, end game mình cho team xanh. Không, điều đó không phải là điều bạn gặp. Tiếp đi, game nữa đi. Tiếp đi. Kết thúc team, kết thúc game 3 rồi. Game nữa đi. Game 3 thôi. Tiếp đi. Tiếp đi.